Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nhỏ về cách tháo một cái bề mặt sung. Cái lõi Fezit của bề mặt sung nó bị gắn keo chắc. Tất nhiên là có những cái loại nếu tháo ra may mắn thì cái keo của nó sẽ được bong ra, nhưng mà có những cái bề mặt sung nó đã gắn keo. Một cái loại keo rất là chắc, không có một cái gọi là cái dung dịch gì mà bỏ vào nó có thể chảy tan cái keo đó ra được. Cái keo đó nó rất cứng, thậm chí là mình lấy dao mình cắt mà nó cứng như là nhựa. Mà cái bề nắp sung nó rất là dễ vỡ, mình làm rơi cái là nó vỡ, và ở đây là mình đã làm vỡ. Đây là do mình làm rơi. Còn nếu như mà cố tình cạy thì lại càng dễ vỡ hơn, bởi vì nó rất là giòn. Nó giòn lắm. Thì tháo bên áp sung thì có mấy cách. Có thể là dùng mỏ hàn để dí vào ngay cái chỗ nhựa của nó, mà nhựa nó là vào cái dạng là nhựa chịu nhiệt. Cách thứ hai là các bạn có thể dùng máy khò. Ở đây mình có một cách, đó là bỏ vào luộc, rất là hay. Bởi vì khi mình bỏ vào luộc thì nước sôi một lúc thì nó sẽ nóng. Nóng, nhưng mà nóng ở đây là nó nóng đều. Nóng cộng với nước. Nước nó có nhiệm vụ là làm tan rã và làm rữa ra các cái lớp keo hay là có cái gì dính dáng, thì nước là có nhiệm vụ là làm rã ra. Cho nên là mình bỏ vào mình luộc một lúc thì có một cái phần ở trên nó đã bị bung ra rồi. Đó, như cái mình áp sung vừa rồi là mình giơ lên thì là nó đã bung một cái nắp. Nhưng mà quá trình làm thì hơi bị bối rối, cho nên đã làm rơi cái biến áp sung, cái lõi biến áp nó xuống nồi và nó bị vỡ mất một miếng. Nhưng mà không sao cả, nếu mà nó chỉ vỡ có một miếng như vậy thì vẫn có thể ghép nối được. Tất nhiên là khi các bạn ghép nối cái biến áp sung nó bị vỡ thì chất lượng nó sẽ giảm sút so với nó chưa vỡ, nhưng mà vẫn dùng được, không sao cả. Nó chỉ gọi là giảm chất lượng thẩm thấu đi một chút mà thôi. Thì hôm nay mình chỉ có giới thiệu một cái mẹo nhỏ về cái cách tháo bên áp sung, vì tiến tới mình có làm một số cái video về kích điện như ban đầu ở cái đoạn đầu video mình giới thiệu. Thì mình chia sẻ cho các bạn cái mẹo tháo bên áp sung một cách dễ dàng. Và đây mình có thử luôn, bởi vì khi mình vừa mới luộc xong thì mình mang lên, đáng lẽ ra là phải để cho nó khô. Mà nếu mà nó khô được phải mất cả ngày, vì nước nó ngâm vào trong rất là sâu vào trong, mà phải sấy, thậm chí là phải sấy nữa. Nhưng mà ở đây mình thử luôn xem cái cuộn dây đồng nó có bị việc gì không, hay là nó có bị hơi nóng làm chóc sơn hay không. Thì kể cả là đang còn nước mình vẫn cắm thử vào, bởi vì cái lớp keo cách điện của lớp đồng nó rất là tốt, nó sẽ cách ly giữa nước với nó sẽ cách ly được, cho nên là kể cả là đang còn hơi ướt mình vẫn cắm điện và nó vẫn chạy bình thường. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.